Hello, xin chào tất cả anh chị các bạn đã quay lại với kênh YouTube Passion Beatbox. Hiện tại Sơn đang học tập và làm việc tại Loa Kép T-Show. Hôm nay thì đây là video này, chúng ta sẽ cùng nhau review chiêm ngưỡng nhan sắc của em B T-Show 305C nha. Đây, sáng ngầu quá. T-Show 305C ở phiên bản màu trắng nha. Đợt trước là Sơn bản Sơn review bản màu đen. Con này mới ra đâu khoảng một tuần thôi nhưng mà bán khá là chạy nha. Bán khoảng hơn 40 con rồi. Chị các bạn Zalo là Facebook nha, hai số là 0915486462 và là 0962809867. Con này được tặng kèm hai mic, bass 4 tấc và trọng lượng nó tầm khoảng hơn 40 kg nha. Bass 4 tấc. Một loa chép, một loa chung. Đấy. Sáng ngầu quá. Thương hiệu T-Show và đây là website bên em nha. Đấy. Rồi, viền đỏ khá là sang trọng. Loa này mình chơi tiệc tùng ngoài trời khoảng 5-7 bàn là khá là ok luôn. Đây nó cũng giống như cái loa màu đen thôi. Đây cũng có cái bên hông để mình hai bên hông để mình dễ di chuyển sắp tới lui. Và bánh xe xoay 360 độ. Ai phụ nữ chân yếu tay mềm mình quay chỉ cần quay một ngón tay thôi, nó xoay được rồi, rất là nhẹ. Kéo nó về rất là nhẹ luôn. Có anten ha. Có FM rear, FM. Chỗ cắm USB thẻ nhớ đầy đủ, cũng bắt chép của mic, bắt chép của nhạc, có delay đầy đủ ha, kết nối TV. Khe cắm để mà kết nối với loa ngoài đầy đủ hết. Đấy. Và sau đây sẽ một bộ nhạc Tết. Tết đến rồi ha. Sau đây sẽ đến với chắc là hát một đoạn ngắn về Tết đi. Không biết hát về gì luôn. Karaoke Tết. Chuyện đầu năm. Cover câu chuyện đầu năm ha. Tại quay mình cái tờ. Hay là hát gì mình. Hello, hello, hello. 1, 2, 3, 4. Hát xong về quê luôn. Xuân đầu năm. Qua một năm xuân rỗi tơ tầm. Năm mấy nhiều ước vọng chờ mong. Mấy nhiêu rồi ít ngóng trông. Vui cùng phao nọ rượu hòn, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao.
khấn nguyện kết chặt chặt tình tình thân. Viên canh lòng những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang nghìn chim tới, bao la một yêu mới như hoa mai. Ok, hát một đoạn đó đây thôi. Lo này khá là nhẹ nha, nhưng mà tại vì cái bài này không thuộc, mình không có quen. Tới đây rồi, cảm ơn chị đã xem video đến đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc chị một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Năm mới vạn sự như ý.